chín, một xíu chín à. Đúng lên đường luôn. Này mình đem vô miếng muối. Ngọt hả? Mình đem vô miếng muối với miếng bột ngọt cho nó thấm vô ngóc cho ngon đấy nè. Chứ có một mớ tép bạc nè, luộc nước dừa. Cái đẩy nước vô. Không. Cái này. Cái này sao? Tự động ra nước. Cái này nó đẩy nước là tự động nó ra nước cho nó có chất ngọt các nhà. Nhìn thêm miếng cà nào nữa. Heo thường thì nhìn thấy ngon quá nha. Tự nhiên hợp. Để thêm miếng tiền. Nước từ Campuchia qua. Thấy nắp đậy lại không? Có nắp trên đó kìa. Này nè.
tôm, tôm bạc luộc nước dừa, cuốn bánh, cuốn rau sống kẹp vô chấm mắm nêm, hết sảy con bà bảy. À, bây giờ mình chấm vô mắm nêm rồi nha, đây là mắm nêm nha, đó, mắm nêm của Châu Đốc nha, ít thôi mà nhiều quá là nó mặn nha cả nhà. À, mình ăn nha. Liếm 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 liếm. Ngon thật là ngon, nó vừa ngọt mà nó vừa thơm mùi rau sống, cái mắm nêm nó cũng vừa ăn lắm nha cả nhà. Quá hay. Gần nhiều. Nên là của chị nhà trọ không biết làm ấy. Các ông qua ngồi đi. Cả nhà mình có ai đi Châu Đốc ghé nhà trọ Hảo Quý mua mắm nêm nha cả nhà nha. Mắm nêm rất là ngon nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ớt gì vậy? Mới được chưa chút ngon. Vô. Hành lại luôn. Đưa chị lon. Vô cái cho lại. Chung chung hỏi nhỏ kia là đậu vàng là không hỏi thấy đúng dễ không nói dạ vâng dễ hả mày chạy bàn nó đưa tao hút coi ủa được thôi có hỏi những người ta thấy xong rồi tối ăn đó là tao không biết hỏi không biết ăn đúng rồi chấm nữa là làm lắm còn có chừa tôm mà chưa tỉa đúng không giới thiệu là đang có làm mua hết rồi năm đó để đó là mình chấm để bên kia rồi gì đó để làm mua dùng đi mày đang đâu có làm mua mà lo đi con càng cắn từ dưới càng cũng nha quý vị nhỏ nhỏ chút thì đó là kem cái ăn đã có mấy bài wow thấy chưa cả nhà thấy chưa thấy con tôm càng chưa chắc không thấy không luôn tình trạng muốn muối rồi bé nhà ăn bốn con rồi đó tôi đếm á trời ơi lại thấy luôn á đánh đâu lại làm bốn con trước rồi chị kiếm gì uống nước thì tự lấy trời ơi miếng ngủ kìa giấy ướt hả nha Trang chưa có vợ cho anh gửi cho em con coi trời tự giờ chửi vợ mà không có gửi con nào hết trơn nó cái miệng không chứ không lắm rồi đó không được nó cũng chết luôn vậy đó quay để cho chồng chồng mà vô nâng ly đi 1, 2, 3 vô yếu quá nó chặn nha yếu quá tình hình nó đang yếu ăn bốc luôn nè ăn phải uống miếng nha tép bị hô lớn ăn tôm ngàn hô nhỏ với ta con tôm không có đặc biệt nè rất đỏ nè đâu chấm nhà là phải không? Không kiếm mà là á. Ăn đi anh. Để cái nữa không á. Để cái chị. Ăn đi. Rồi em vậy đi tôm em. Bạn nắp lại chưa? Chưa. Dỡ xong hả? Hết đâu. Còn cái đống Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tại giờ no rồi, không ăn tại giờ cũng no rồi. Con nãy cho mày không ăn đi. Ăn không muốn ăn đâu rồi. Ra mà ăn vậy tối. Tao nóng nè, tao mới. Tao nóng nè. Để bỏ đi. Để bỏ đi. Tao lại lấy xong.